bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục cuối cùng trong đêm thi ngày hôm nay. Một lần nữa, hãy cùng thưởng thức giọng hát của bé Thế Thanh cùng với mẹ Ngọc Thúy. Và hãy chúc cho họ có một phần trình diễn tuyệt vời nhất. Phần thi trong vòng thứ ba, giám khảo khách mời thấy rằng họ đã thể hiện như thế nào ạ? Hai mẹ con vẫn giữ được một cái nét dễ thương, trong sáng, mộc mạc. Nhưng mà chỉ vì tiếc là mọi người chắc cảm xúc dữ lắm ở cái vòng thứ ba này, vẫn khớp hay là sao đó. Phúc thấy là mọi người vẫn còn rung lắm, giọng của hai người vẫn còn rung lắm. Cô Thủy có đồng quan điểm với anh Ưng Hoàng Phúc không? Kiểu như là thôi mình cứ sao mình thoải mái đi, mình không có áp lực nữa, cho nên đâm ra thoải mái quá cái tông nó lạch lạch, nó bay ở đâu đó thì hơi uổng tí xíu. Đúng là anh Phúc nói như thế, nhưng mà vẫn dễ thương, vẫn mộc mạc. Đúng là nhìn hai mẹ con thì đáng yêu vô cùng. Thì mình đã chơi đến đây rồi thì không còn gì để tiếc nuối, đúng không? Đây là kỷ niệm mà không thể nào mà hai mẹ con quên được. Cảm ơn giám khảo Thu Thủy, cảm ơn giám khảo Ưng Hoàng Phúc và cảm ơn hai mẹ con với phần trình diễn ở vòng thứ ba này nhé. Thưa quý vị khán giả, như vậy là chúng ta chỉ còn chờ đợi giây phút quan trọng nhất trong đêm thi ngày hôm nay, đó chính là phần công bố kết quả của ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả dành cho hai cặp đôi người chơi của chúng ta. Và hãy cùng thư giãn một chút, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần quan trọng nhất này.